ta gọi sở mục là một tên vừa muốn đi vào tu hành người mới trăm triệu lần không nghĩ tới ở đây tu tiên chi lộ bên trong ta gặp tu tiên thế gia tuyệt mỹ tỉ mùi còn có ma giáo thánh nữ thần bí hồ yêu kiếm đạo tiên tử dược vương cốc đại sư tỷ tiên lộ dài đằng đẵng có lẽ có người làm bạn cùng nhau đi xuống cũng là một phần của đại đạo mỗi một phần khích lệ của ngài đều là động lực để tôi tiếp tục viết chương một lần đầu gặp bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2 Quen biết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Sở mục toán thuật thiên phú Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Toán thuật lão sư bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Lạc như băng tâm tư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Dạy học kiếp sống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Lạc thị trân bảo cát bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Sở mục kế hoạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Gần biển phường thị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Kế hoạch buôn bán bắt đầu bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test